xin chào tất cả mọi người. Như mọi người cũng đã biết thì hiện tại là ở Nội thất Sơn Đông đang diễn ra một cái chương trình khuyến mãi mừng đại lễ Quốc Khánh rất là lớn. Và ngày hôm nay á, là ngày cuối cùng rồi đó mọi người. Cho nên là mọi người nếu mà mình đang cần những cái món nội thất nào á, thì mọi người hãy tranh thủ nha. Và trong cái video ngày hôm nay á, thì em sẽ giới thiệu cho mọi người là một chiếc tủ tivi với thiết kế cũng như là chất liệu rất là đặc biệt ha cả nhà. Và mẫu này thì nó sẽ có kích thước dài là 2m37 ha. Và với cái thiết kế như thế này á, thì ở đây là em sẽ làm cho mọi người là chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam, Campuchia cao cấp 100% luôn nha mọi người. Cái mẫu này thì nó sẽ đặc biệt về cái phần chất liệu cũng như là đặc biệt về cái phần thông số luôn. Kích thước cụ thể thì mẫu này dài là 2m37, cao là 70 và chiều sâu là 50. Và ở đây á, những cái phần đục chạm thiết kế của nó mọi người là sẽ đi theo cái kiểu là truyền thống với những cái hình tượng linh vật là tứ linh nha mọi người. Tứ linh thì nó sẽ bao gồm là Long, Lân, Quy, Phụng. Và cái mẫu này thì được đục chạm là rất là đẹp, rất là kỹ lưỡng và kênh bông. Cái này là em đục tay chứ không phải là đục máy nha mọi người. Đó. Còn về phần chất liệu thì để mà nhắc tới chất liệu gỗ cẩm lai của Việt Nam, Campuchia thì đây là một cái loại gỗ rất là quý hiếm và giá trị ở cái thời điểm hiện tại rồi. Chắc chắn là quý cô chú anh chị nào mà mình có sử dụng gỗ nội thất thì chắc chắn là biết về cái dòng gỗ này rồi ha. Đó. Và ở trên cái tủ này thì em làm cho mọi người vân là vân tuyển nha. Vân rất là đẹp với những cái đường nét đây nè mọi người. Cái này là vân thiệt, không có phải là vân em vẽ lên nha mọi người. Tất cả những cái sản phẩm bên Sơn Đông thì là vân tự nhiên 100%. Và cái mẫu này ở cái phần mặt trên thì mình sẽ làm nó là theo kiểu là mặt phẳng, cho nên là nó sẽ dễ dàng phù hợp với những cái mẫu tivi là kích thước lớn hoặc là cái kích thước nhỏ nha mọi người. Và ngoài đặc biệt cái phần chất liệu thì ở đây, ở cái phần thông số thì cái phần khung này nè mọi người, cái phần khung này là nó sẽ có chiều dày là 3cm, ván trong là 2cm và cái phần yếm thì nó sẽ là 3cm. Đó, rất là đẹp, đục cái này là đục tay nè mọi người. Tứ linh thì nó sẽ đại diện cho những cái con vật rất là tốt ở trong phong thủy. Và mẫu này thì em sẽ làm cho mọi người là những cái cột được đục nổi rất là đẹp nè. Đó, và nó sẽ có là bốn học nha. Đó, bốn học, bốn cánh cửa rất là lớn nè. Bên trong thì nó sẽ là nó sẽ có một khoảng như thế này và toàn bộ đều là gỗ cẩm lai hết. Mọi người thấy có đẹp không ạ? Đây, rất là đẹp luôn. Hàng này là hàng tuyển nha mọi người. Và trong cái chương trình khuyến mãi này thì hiện tại là em đang giảm cho cái mẫu này là lên tới là 15%. Tức là nếu mà mọi người mua ở cái thời điểm này thì mọi người sẽ được giảm gần 13 triệu đồng cho với cái mẫu này. Mẫu này thì hiện tại là em đang niêm yết với cái mức giá là 87 triệu 900 nghìn đồng nha mọi người. Và nếu mà mọi người quan tâm thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 0908 356 119 để em có thể tư vấn cho mọi người ha. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở đây nha.